Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cái sản phẩm bếp điện từ. Ok, mời các bạn theo dõi video. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái bếp điện từ này để cho các bạn xem nha. Thì đây là cái bếp điện từ của cái thương hiệu Lock & Lock, một cái thương hiệu nổi tiếng về cái dụng cụ nhà bếp của Hàn Quốc. Thì mình đã mở một lần rồi, thì bây giờ tiến hành mở lại để cho các bạn có cái cảm giác như là mới. Trong cái dịp Tết này thì rất là nhiều hộ gia đình làm những cái món truyền thống mà như là thịt kho hột vịt hay là u qua gì đó. Và những cái hộ gia đình mà ít người, ví dụ những cái đôi vợ chồng ở khu vực chung cư đó, thì với cái giá thành của cái bếp điện từ này thì mua nó về để sử dụng thì rất là hợp lý luôn. Hiện tại rất là nhiều chung cư người ta không còn cho phép sử dụng ga gây cháy nổ nguy hiểm. Thì cái bếp điện từ này, cái ưu điểm của nó là kích thước rất là nhỏ mỏng. Nếu mà so với một cái bếp ga mini thì nó còn mỏng hơn nhiều luôn nha các bạn. Và cái công suất tối đa của cái bếp này là 2000W. Ở đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Coi sơ sơ thôi chứ tại vì khi mà mua về chắc cũng ít ai đọc những cái nội dung trong đây. Phiếu bảo hành. Mình sẽ bóc các cái phần mốt bảo vệ của cái bếp này ra để cho các bạn xem chi tiết cái thiết kế của cái bếp điện từ này. Rất là mỏng luôn, đẹp. Mình cảm thấy rất là thích cái thiết kế này. Thương hiệu Lock & Lock được, cái logo của Lock & Lock được đặt ở giữa cái vị trí, cái phần mà để chúng ta đặt cái nồi lên. Thì đây là những cái phím bấm, và những cái phím bấm này được làm cảm ứng luôn nha các bạn. Có chi tiết các gọi là những cái tùy theo mục đích sử dụng, ví dụ là nấu cái gì đó, cũng như cái phần nhiệt độ và cái công suất tương ứng, nút tắt mở, hoặc là có thể cài đặt thời gian nấu nướng, nấu lẩu, rồi chiên cá hay là nấu nước, nấu cơm, nấu súp, nấu sữa, làm sữa, vân vân các kiểu, đủ thứ luôn. Và cái công suất cao nhất là 2000W, nó tương ứng với cái phần nhiệt độ bên dưới là 240 độ C. Thì đây là cái mặt sau của cái thiết bị này. Có ghi rõ tên của model và cái nguồn điện cũng như là cái công suất tối đa của thiết bị. Và mặt dưới nó có một cái quạt tản nhiệt. Đây là cái dây cắm của nó, thì hỗ trợ tới 2000W, cho nên là cái độ dày, gọi là cái đường kính của cái dây này cũng khá lớn. Nếu cái bếp này các bạn nghiêng lên thì bạn có thể soi được cái gương mặt của mình luôn á, tương tự như là cái tấm gương luôn. Đây là mình đặt thử một cái nồi từ lên, và các bạn lưu ý nha, bếp điện từ thì các bạn phải đi kèm với nồi từ, tức là những cái nồi có từ tính, được làm từ inox. Nếu mà các bạn bỏ nồi nhôm, mà khi mà các bạn chọn nồi từ, các bạn nên chọn cái loại nồi tốt nhất. Thì ở đây mình làm một cái thương hiệu của Đức, thương hiệu gọi là bếp cao cấp của Đức. Và cái
những cái thương hiệu tốt thì nó sẽ được làm từ thép 304 hay còn gọi là 18/10, thì cái tính chất của loại thép này nó sẽ không phản ứng với lại cái thức ăn, cũng như là ví dụ như có muối hay là nấu canh chua hay là kho gì đó, thì cái loại thép này nó sẽ không gây ra bất cứ cái phản ứng hóa học nào đối với các cái nguyên liệu trong thức ăn và sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Cho nên các bạn lưu ý là nên chọn những cái nồi từ được làm từ chất liệu thép 304 đến từ các cái thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo sức khỏe của mình cũng như là gia đình. Thì giá trị của cái nồi thép 304 thì nó vào khoảng vài trăm ngàn thôi, nhưng mà cái nó có thể mắc hơn những cái loại inox khác, nhưng mà về cái giá trị về sức khỏe cũng như là cái việc sử dụng lâu dài thì nó hoàn toàn rất là xứng đáng với cái giá, thậm chí là có thể gọi là rẻ hơn, tại vì nó rất là bền nha các bạn. Thép 304 này rất là bền, không, tuyệt đối không bị rỉ sét, không có phản ứng bất cứ cái phản ứng hóa học nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm điện để sử dụng thử cái bếp điện từ này. Xong rồi khi cắm lên á thì cái tiếng âm thanh nó phát ra thì cũng không lớn lắm đâu, cũng tương tự như cái tiếng bếp ga thôi. Rồi mình sẽ đặt cái nồi từ lên, trong đó mình có chế thử một miếng nước và mình sẽ tiến hành bật cái bếp từ lên. Thì các bạn lưu ý là những cái phần mà có khoanh tròn thì các bạn là những cái nút cảm ứng nha các bạn. Các bạn có thể tương tác để điều chỉnh bếp qua những cái phím đó. Còn những phần mà không có nút tròn thì không bấm vào không có tác dụng gì đâu. Nó giống như là để biểu hiện, dưới đó nó sẽ có một cái chế độ đèn để cho biết là chúng ta đang sử dụng cái chế độ nào mà thôi. Đó, khi mà các bạn đã bấm vào cái nút option thì mỗi lần bấm thì nó sẽ tương ứng với một cái chế độ nấu nướng khác nhau. Ví dụ đang ở chế độ làm biểu tượng này chắc là nấu lẩu rồi đó, thì nó sẽ hiện cái chi tiết lên là đang bao nhiêu độ. Cứ mỗi lần mà nhấn cái nút option thì nó sẽ tới một cái chế độ khác. Mới đây là nước đã sôi lên rồi, tại vì mình chế cũng ít nước thôi, tính ra nó cũng rất là nhanh đó nha các bạn. Nút tắt mở. Tổng kết cái video này là với cái giá thành không hề mắc mà chúng ta đã có được một cái thiết bị nhỏ gọn sang trọng đẹp để trong cái khu bếp và chế biến những cái thức ăn gọi là phục vụ cho gia đình của chúng ta. Thì các bạn nghĩ sao về cái thiết bị điện bếp điện từ này của thương hiệu Lock & Lock thì hãy để lại bình luận phía bên dưới video. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Bye bye.